Trendline là một cái kiến thức mà toàn bộ tất cả các trader đều cần phải nắm chắc dù ở bất cứ thị trường nào chứng khoán, crypto hay là forex các bạn phải nắm chắc được cái cách và nguyên lý kẻ trendline thì trước khi mà đi vào cái nguyên lý mà mình kẻ trendline mình sẽ phải nói đến cái bản chất trend tức là sao? tức là một cái đường kẻ cho một cái xu hướng thì khi mà chúng ta được học ấy thì chúng ta sẽ biết được rằng xu hướng tăng theo lý thuyết Dow thì nó thể hiện những cái yếu tố là đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, đáy sau cao hơn đáy trước. Thì đây là trên tăng. Và ngược lại trên giảm thì có một tín hiệu đó là đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước và đáy sau thấp hơn đáy trước. Thì đây là trên giảm. Rồi khi mà mình vẽ chen ấy, là chúng ta sẽ có cái kiến thức này để chúng ta áp dụng vào trong đường giá chúng ta kẻ chen. Nếu như các bạn học ở trên mạng và thông qua những cái kênh youtube ấy, thì các bạn sẽ thấy là cái cách vẽ chen line ấy, nó rất là đơn giản bằng việc đó là người ta kẻ cho các bạn những cái đường như thế này. Đúng ạ. Nhưng mà thực tế thì sóng nó không chạy nhìn đẹp như thế này đâu Sóng mà chúng ta đang nhìn thấy trên màn hình nó đã rất là thẩm mỹ rồi Còn thực tế thì nó sẽ khốc liệt hơn rất nhiều Thì đây Các bạn nhìn ở trong một cái Xu hướng của giá thì có rất nhiều sóng, sóng lớn, sóng bé này Thì khi mà các bạn vẽ trên line đúng không là các bạn thường là các bạn nối nhiều cái đáy Thì bạn gọi là trên line, line là Một dạng kháng cự hỗ trợ mà Thì các bạn nối nhiều cái đáy Thì nó sẽ ra được những cái đường trendline thì bạn gọi đó là trendline Nhưng mà chưa hiểu bản chất thì vì bản chất trendline là nó xác định Trong một xu hướng tăng trưởng Hay là một xu hướng down Thì ví dụ như ở trong cái giai đoạn này Của BTC là BTC đang down trend Thì tại vì sao Mà chúng ta có cái trend này Đó là chúng ta nối cái đỉnh này Và đỉnh này chúng ta kéo xa Xa ra thì chúng ta được cái trend Gọi là trend tổng Còn tất cả những cái trendline nhỏ Ở đường trong này ấy là xu hướng cấp 2, xu hướng nhỏ thì ví dụ như chúng ta xem ở trong cái giai đoạn trước của BTC thì chúng ta thấy là khi mà các bạn kẻ trendline thì có rất nhiều người phân vân là bây giờ mình kẻ ở đây đấy mình kẻ lên thì ở đây nó break rồi thì làm sao để mà mình 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 biết được là mình kẻ ra bên này hay là mình kẻ ra như thế này? đúng không ạ có rất nhiều bạn phân vân là cái cách vẽ và cái uh, cái cái nguyên tắc của nó như thế nào rồi khi mà các bạn uh, vẽ một cái mô hình giá mô hình giá sideways hay là đi vào một cái độ tam giác hay là cái nêm ấy thì các bạn nghĩ rằng đó có phải là chen like hay không đấy, mình kẻ như thế này hay là mình kẻ như thế này đấy hay là mình kẻ như thế này thì nó gọi là trên line thế cái nào là là chính xác thì nếu như mà các bạn học trendline mà không chính xác ấy, Thì sau này các bạn học tất cả những cái chỉ báo nâng cao ấy Nó sẽ rất là khó ấy các bạn Và những cái chỉ báo ấy Để mà các bạn sử dụng được Thì các bạn cần thiết là các bạn phải kẻ trendline đúng Thì ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách kẻ trendline đúng Bây giờ mình sẽ lấy một con link Và chúng ta sẽ phân tích link Để chúng ta có thể kẻ những cái trendline nó đúng thì bây giờ ấy, trendline tức là mình xác nhận cho một xu hướng, đúng không ạ? Xu hướng tăng hoặc là xu hướng giảm thì mình sẽ lấy con linh này mình làm ví dụ cho các bạn. Nếu bạn thấy một cái sóng rất là dài và rất là phức tạp như thế này, thì bây giờ ấy, nhiệm vụ của chúng ta là chúng ta kẻ. Vậy trong này ấy có những cái trendline như thế nào? thì chúng ta sẽ bắt đầu đến cái quá trình để chúng ta để chúng ta phân tích con linh này. Và để phân tích link ấy, thì mình sẽ lấy một cái công cụ backtest của TradingView. Thì cái này là cái cách mà mình học năm 2017. Mà tới thời điểm hiện tại cứ mỗi lần backtest lại công cụ. Là mình sẽ sử dụng cái cái công cụ đó. Để backtest lại những cái công cụ mà mình update cho cái bộ công cụ của mình. Đây, bây giờ chúng ta có một cái cái sóng bắt đầu từ từ đây đúng không ạ chúng ta chạy chúng ta phân tích à, theo một cái theo một cái uh, xu hướng bây giờ đã break khỏi kênh đúng không ạ đây là mô hình này là mô hình cái nêm đúng không các bạn đấy và các bạn đừng nhầm lẫn ha trendline là một cái cái đường kẻ mà chúng ta sẽ kẻ từ những cái đỉnh đáy với nhau nhưng mà kẻ chen like tăng và chen lai giảm nó khác với kẻ mô hình giá thì ở đây các bạn thấy ở đây ấy, là một mô hình giá chứ không phải là một chen tăng hay một chen giảm thì mô hình giá này ấy, là một mô hình cái nêm là chúng ta kẻ mô hình giá các bạn đừng có nhầm lẫn chen like là chúng ta kẻ kẻ một cái xu hướng chen like mà xu hướng cái đường xu hướng đấy thì bây giờ mình chạy tiếp mình sẽ chạy và mình sẽ kẻ dần cho các bạn để các bạn có thể nắm chắc được cái kỹ năng kẻ chen lai thì bản chất kẻ chen lai là mình bắt đầu mình nối từ những cái đáy với nhau đúng không nhưng mà nhiều bạn ấy có một cái uh, tư duy nó khá là 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 bị sai sai ngay từ đầu đó là các bạn làm sao để hợp lý hóa mọi thứ với cái con mắt thẩm mỹ của các bạn thì các bạn hợp lý là bây giờ làm sao mình kẻ làm sao đây này ví dụ như ở cái đường ở đây đúng không thì các bạn thường là các bạn nghĩ rằng à mình kể là mình lấy từ cái đáy mình lấn lấn xong một tí cũng được để làm sao cho nó đẹp đẹp vậy nếu như thế này có đúng hay không thì lát nữa mình sẽ giải thích cho các bạn và theo cái lối tư duy như thế này là mình đã mất gốc rồi và sau này có những tín hiệu nâng cao ấy là các bạn sẽ áp dụng sai ngay và các bạn sẽ không thấy cái tín hiệu nâng cao ở đâu cả các bạn kể trên live mà tự hợp lý hóa mô hình như thế này là sai đấy và bản chất ấy là cái chen này ấy, nó bắt đầu từ cái đáy này sau đó nó lên đáy này đúng không ạ cái đáy này là cái đầu tiên nhưng cái mô hình này đã bị break ở vùng này và sau đó vượt đỉnh thì chúng ta có thể nở cái mô hình này ra gọi là nở chen thì chúng ta vẫn phải giữ lại cái đáy đầu tiên và chúng ta nở cái chen này ra để cho nó đấy, để cho nó nó đúng với là chen line và nó vẫn đảm bảo được cái nguyên tắc là xu hướng tăng đấy và mình chạy tiếp. Trong quá trình các bạn chạy, các bạn có thể để ý xem đường giá rất là tốt và đây là cái công cụ mà mình nghĩ là nó rất cần thiết đối với là một trader. Nếu như các bạn có bộ công cụ như thế này thì các bạn có thể là à, bách test được rất nhiều các cái hệ thống giao dịch của các bạn. Đấy. Vậy ở đây là là cái đường chen này nó đã bị phá đúng không? Cái chen tăng Ngắn hạn này nó đã bị phá Và nó bị phá vỡ và sau đó nó về Đấy, về test lại và sau đó nó đi xuống Bản chất test lại giá ấy là test lại những cái vùng Đấy, vùng kháng cự hỗ trợ cũ Thì ở đây ấy, chúng ta đang thấy là nó có một xu hướng đó là trend down Đúng ạ <laughs> Bây giờ chúng ta bắt đầu Và cái trend này đã bị phá vỡ rồi đúng ạ Thì chúng ta tắt đi Được rồi ạ thì khi mà chúng ta tắt đi là chúng ta sẽ bắt đầu là kẻ trên line Tức là ban đầu ấy khi mà các bạn kẻ trên line ấy, là các bạn kẻ hai cái đỉnh đầu tiên Tuy nhiên rằng có nhiều bạn sai lầm Tức là sóng khi đó sóng nó chưa thủng cái đáy này Tức là bây giờ bắt buộc ấy mình kẻ được một cái chen ấy thì nó phải theo nguyên lý lý thuyết đao ấy là đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước đáy sau thấp hơn đáy trước nhưng có nhiều bạn hơi hấp tấp Tức là khi mà sóng nó chưa chạy hết cái đáy này Là các bạn thấy chưa thủng cái đáy này mà các bạn đã kẻ một cái chen line Là các bạn sai Còn bây giờ ấy trong thị trường crypto chúng ta đều biết được rằng Là chúng ta tính được cả dâu đúng không Và đặc biệt là những cái con mà cái chat nó uy tín giống như Linh thì bây giờ chúng ta tính cả dâu thì cái dâu này nó đã thấp hơn dâu này tức là đáy này đã thấp hơn đáy này thì chúng ta được phép kẻ một cái chen like đấy thì bây giờ chúng ta chạy tiếp Rồi, có nhiều bạn ấy Có nhiều bạn ấy Là tự hợp lý trên line là các bạn bắt đầu ạ kẻ lên đây Hoặc là các bạn tự bẻ cái chen line của các bạn Làm sao cho nó khớp khớp như thế này Đây là sai á các bạn Đây là trường hợp Điển hình của các trader mà đa số ấy, 99% những cái người ở trong thị trường crypto là kẻ sai Thì các bạn sẽ bắt đầu là các bạn phải học lại từ bản chất thì sau này các bạn mới phát triển được cái công cụ nâng cao của các bạn được. Và chúng ta sẽ chạy tiếp này. Bây giờ chúng ta hợp lý hóa mô hình như thế này là sai. Bây giờ chúng ta vẫn phải giữ chen line thì chúng ta mới biết được là nó break và khi mà sóng break ấy là nó sẽ tạo ra một xu hướng mới. Còn cái xu hướng mới đó nó tăng hay giảm là mình phải phân tích kỹ thuật kiểu khác. Còn chen line ấy nó break trend ấy là nó sẽ tạo ra một xu hướng mới. Còn tăng hay giảm là do lực của thị trường nữa. Rồi, cái lúc này ấy các bạn nở mô hình ra vẫn chưa được. Tại vì bản chất chen line ấy, nếu các bạn muốn nở mô hình ra khi nó break ra rồi ấy, thì các bạn sẽ phải chờ cái đáy này nó sâu hơn đáy này thì các bạn mới kẻ được một cái chen line. Và khi này là chúng ta bắt đầu nở mô hình ra, nở chen ra. Thì đây là nguyên tắc nở chen line ha các bạn. Và sau đó ấy, chúng ta sẽ chờ đợi sóng. Và trong những cái sóng lớn thì có những cái sóng bé, ví dụ như thế này là các bạn kẻ một những cái chân line sóng bé ra đấy và bây giờ mình sẽ chạy sóng lớn đi mình cho các bạn hiểu bản chất đấy và có nhiều bạn ấy thì các bạn lại tự hợp lý hóa mô hình một lần nữa đó là các bạn lại nối lên cái đỉnh này đấy các bạn lại kéo làm sao cho nó cân bằng không phải như vậy các bạn bản chất kẻ chân line là các bạn kẻ nối hai cái đỉnh đầu tiên của sóng thì bây giờ các bạn kẻ khi nào nở ra được? Đó là khi mà sóng nó đóng thân nến ở ngoài chen line thì các bạn mới nở ra được. Còn nếu nó tạo dâu thì các bạn vẫn phải giữ nguyên cái chen line này và các bạn kéo dài ra kệ nó. Tại vì khi tạo dâu thì nó đang báo hiệu cho chúng ta rằng cái chen line cũ của chúng ta nó chắc chắn thì chúng ta không cần phải sử dụng là tự hợp lý hóa cho cái con mắt thẩm mỹ của mình làm gì. Và đó là cái cái sai lầm của những cái người phân tích kỹ thuật Rồi mình chạy tiếp ạ. Thì khi mà các bạn giữ 1, 2 ấy, thì các bạn mới thấy đỉnh này nó test. Đúng không ạ? Và bây giờ các bạn giữ. Các bạn chờ đợi những cái tín hiệu tiếp theo của thị trường. Đấy. Khi các bạn giữ ấy, thì nó mới có đúng cái kiểu bách test. Đúng không ạ? Nó đúng test đúng kênh luôn đó các bạn. Thì ấy, nếu các bạn nở lên cái trend line như thế này thì coi như là không phải. Và nếu như mà các bạn để giữ nguyên ấy, thì các bạn sẽ có một cái tín hiệu rất là an toàn đó là cái kháng cự mạnh Đó là cái EMA200 nó kết hợp với trendline nó tạo ra một cái kháng cự mạnh ở vùng này Và giá bắt đầu lưỡng lự Các bạn thấy, đấy, bây giờ là tín hiệu break rồi, đúng không ạ đây là tín hiệu break rồi thì đây mới là tín hiệu break vậy cái nguyên tắc kẻ chen like của chúng ta ấy có rất nhiều bạn ấy là nghĩ rằng chúng ta nối càng nhiều đỉnh càng tốt nhưng bản chất của nó ấy, là chỉ cần nối hai đỉnh đầu tiên và sau đó kéo dài ra thì các đỉnh sau ấy là nó tự động chứ không phải bản chất là mình nối bốn đỉnh các bạn kẻ chen like các bạn nối bốn đỉnh ấy là đó là những cái người mới vào thị trường thôi và gần như là đa số anh chị em vào thị trường kẻ trendline là sai hết. Vừa rồi thì chúng ta đã phân tích được cái sóng down của con Linh rồi đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ sang một cái backtest để phân tích cái sóng hiện tại trước đó của Linh trong cái giai đoạn tăng trưởng. Bây giờ chúng ta có cái kênh này. Và trước khi để mọi người mà nắm bắt được một cái xu hướng tăng ấy thì mọi người cũng phải nhìn thấy được là cái vùng nào là cái vùng hoặc là cái điểm nào là cái điểm mà sâu nhất của một xu hướng. Thì bây giờ mình thấy rằng cái điểm này là cái điểm sâu nhất của xu hướng tăng, đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta sẽ phải để ý cái vùng này. Sau đó chúng ta sẽ chạy tiếp để chúng ta có thể phân tích được những con sóng tiếp theo của nó. Hiện tại thì chúng ta đang kẻ được hai cái chen à kẻ được hai kẻ được một hiện tại thì chúng ta đang kể được một cái chân like là nối từ đỉnh này xuống đỉnh này bây giờ sóng à, đang chạy và cái đáy này là cái đáy sâu nhất của nó bây giờ chúng ta chạy để chúng ta phân tích cái đáy tiếp theo những cái xu hướng bây giờ chúng ta chạy để chúng ta phân tích những cái xu hướng tiếp theo ok cái chen này đã bị phá rồi các mọi người tới thời điểm hiện tại thì bây giờ chúng ta hoàn toàn có thể kẻ được trendline tăng và tuy nhiên rằng ấy thì mình sẽ chờ đợi một tín hiệu trở lại của của linh của đường giá và sau đó chúng ta sẽ kẻ được cái trendline và mình sẽ chỉ cho các bạn một số cái lỗi sai của những người trader ở đây ấy các bạn nếu mà các bạn kẻ và nới link sang bên này ở đây ấy, nếu các bạn kẻ mà các bạn nới sang cái đáy này thì là chưa đúng bởi ấy, là cái sóng hiện tại của nó đang nằm dưới cái đỉnh cũ và chúng ta cần phải chờ đợi cái sóng này tăng trưởng vượt đỉnh thì chúng ta mới kẻ được trên line và đúng lý thuyết đạo bây giờ chúng ta tắt đi để chúng ta chờ đợi một cái sóng tiếp theo cái sự tăng trưởng tiếp theo của nó khi nó vượt đỉnh rồi đây là cái giai đoạn mà nó vượt đỉnh đúng không ạ thì chúng ta sẽ kẻ từ cái đáy sâu nhất lên cái đáy sâu tiếp theo hai đáy lộ ra ngoài để chúng ta kẻ và chúng, sau đó chúng ta sẽ chờ đợi sóng chạy tiếp đấy các bạn nối dài ra ha sau đó mình chạy tiếp cái sóng hiện tại Các bạn thấy ấy, là trong cái sóng này là cái sóng chính của nó. Đây là sóng tăng. Nhưng mà trong cái sóng tăng chính ấy, thì nó sẽ có những cái sóng bé hơn. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn kẻ những cái sóng bé hơn như thế nào. Và chúng ta không cần phải hợp tự hợp lý hóa mô hình. Có rất nhiều bạn làm sao để hợp lý cả cái đáy ở trên này thì các bạn kéo lên này là nó chưa đúng. Hoặc là các bạn kéo sang cái đáy nông hơn thì nó chưa đúng. Bắt buộc chúng ta phải để giữ nguyên cái trendline của chúng ta để nó chạy. Còn khi mà sóng ở chạy ở trong ấy thì chúng ta hoàn toàn có thể kẻ được một cái chen mới bé hơn ở trong. Chúng ta nối hai cái đáy sâu nhất của nó, đỉnh này đã vượt qua đỉnh này rồi đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ có một cái chen line mới nó bé hơn là cái chen line tổng của chúng ta. Và bây giờ nó đi sát với đường giá hơn. Và sau đó chúng ta chạy tiếp. Khi mà chúng ta kẻ chen line thì chúng ta phải giữ vững nguyên tắc và chúng ta không nên tự hợp lý hóa mô hình cho cái 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 con mắt thẩm mỹ của mình làm gì cả. Ví dụ như ở điểm này, có nhiều bạn lại tự nối ra như thế này. Đấy nó sai rồi. Tự nối như thế này là các bạn đang tự hợp lý hóa mô hình tại vì ấy, tất cả các chỉ báo indicator ấy là nó phải phụ thuộc vào đường giá. Và nếu như ấy mà cái công thức của nó muốn chính xác ấy, thì ấy, các bạn phải kẻ chen line đúng thì sau này các bạn sử dụng indicator ấy nó mới chính xác được và ấy, nến ở trong thị trường này có rất là dâu ria đầy đủ hết và nếu như các bạn giữ à, các bạn thấy dâu nó rất là uy tín đấy ví dụ như tới đây này nó không break này nó rút dâu này rồi đây là lần thứ hai rút dâu này các bạn này và các bạn vẫn giữ nguyên trend line này thì các bạn mới thấy được những cái sóng như thế này còn nếu các bạn không giữ trên line thì các bạn sẽ không thấy những cái sóng như vậy đâu. Bây giờ gọi là break kênh rồi. Đấy và khi nó break kênh thì chúng ta phải chờ đợi nó vượt qua đỉnh để chúng ta có thể nở được trên line ra. Đúng không ạ? Thì nguyên tắc nở ấy là chúng ta phải chờ break kênh và vượt đỉnh thì chúng ta mới nở được trên line ra. Đấy. Thì ấy, các bạn thấy và để ý là trong cái sóng lớn thì sẽ có sóng bé và trong sóng bé thì sẽ có bé hơn. Thì ở đây ấy, chúng ta cũng thấy một cái sóng rất là bé ở đây đúng ạ và bản chất của nó ấy, là mình kẻ từ cái đáy này lên đáy này còn cái đáy này không quan không quan trọng các bạn đừng có tự hợp lý là kéo cho nó sát sát bằng đáy này không phải các bạn nối là nối hai cái đáy đầu tiên với nhau thôi và các bạn kéo dài nó ra thì các bạn mới đúng thì ấy, cái bản chất của thị trường nó chạy là chạy đúng cái kênh chính của nó chứ không phải là mình tự hợp lý hóa theo cái con mắt thẩm mỹ của mình à, sau đó mình chạy tiếp thì trong cái sóng bé nó còn có những cái sóng bé hơn đó các bạn nhưng mà ở đây nó bé quá mình không kể cho các bạn thôi và bây giờ mình kể như thế này để cho các bạn hiểu cái nguyên lý phá chen của nó như thế nào tức là bản chất chen line là một cái kháng cự và hỗ trợ động à hỗ trợ tĩnh thì kháng cự hỗ trợ tĩnh tức là như thế nào giá ở trên đi xuống thì cái chen này là cái chen hỗ trợ đúng không là cái kênh hỗ trợ thì cái nguyên tắc của nó ấy, là khi nó vượt qua cái hỗ trợ đầu tiên thì nó sẽ đến cái hỗ trợ thứ hai vượt qua hỗ trợ thứ hai đến hỗ trợ thứ ba Đấy Mình chạy tiếp Và cái chen này mình tắt đi rồi Đúng không ạ Tại vì nó đã bị thủng rồi Nó đã bị break ra rồi Chúng ta giữ nguyên để chúng ta chạy những cái sóng tiếp theo Đấy Rồi bây giờ nó đã break ra Nhưng mà chúng ta đã thấy à, Nó vượt qua cái đỉnh cũ rồi đúng không ạ Bây giờ chúng ta có nhiệm vụ là phải nở cái chen này ra Đúng không ạ khi mà mình nở trên này ra ấy, thì thì chúng ta sẽ thấy rằng cái sóng này cả cái sóng này nó vẫn đáp ứng bằng lý thuyết đao đỉnh sau cao hơn đỉnh trước đáy sau cao hơn đáy trước đáy sau cao hơn đáy trước, đáy hơn đáy trước đúng không ạ và mình chạy tiếp rồi nguyên tắc là thủng cái kháng cự gần nhất hỗ trợ gần nhất thì sẽ đến hỗ trợ tiếp theo và các bạn thấy khi đến hỗ trợ nó đều có phản ứng đều có phản ứng thùng hỗ trợ này thì sẽ đến hỗ trợ này đấy thì nó đều có phản ứng với là với là giá thì đó là những cái chen chính xác đó các bạn ok thì đây là cái nguyên tắc để chúng ta kẻ trendline và các bạn thấy giai đoạn của thị trường rất là rõ ràng tích lũy này đấy tích lũy này rồi tăng trưởng bền vững và sau đó là những cây nến fomo thì ấy, cái chen nó càng bó hẹp lại tức là nó càng sát với đường giá và nó nó càng hướng lên cao thì nó cũng giống như cái đường ma đấy các bạn nó càng vảnh lên và hướng lên cao ấy thì cái xu hướng tăng rất là mạnh thì đây là những cái mà mình cần lưu ý cho anh em khi cái cách vẽ trên line và mình đã có hai ví dụ là trên tăng và trên giảm rồi và chúc anh em à, có thể thực hành thành công và mình phải chăm chỉ mình kẻ cho nó quen đi để sau này chúng ta ấy, học những cái kiến thức nâng cao hơn sẽ có nền tảng là chúng ta sẽ phát triển được nhiều hơn trong tương lai và đi được đường dài với thị trường crypto Bye bye hẹn gặp lại anh em